Chùa Hà Tiên khám phá điểm cầu duyên nổi tiếng ở Vĩnh Phúc. Chùa Hà Tiên là một ngôi chùa nằm trên địa phận Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là nơi thờ Phật mà còn là nơi tổ chức các khóa tu hoằng pháp cho Phật tử từ hàng trăm năm nay. Ngôi chùa đã trở thành nơi gửi gắm ước nguyện của Phật tử gần xa về nương tựa cửa Phật. Chùa Hà hay còn gọi là chùa Hà Tiên tọa lạc trên đồi Hà thuộc thôn Gia Viễn, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, là một trong những ngôi chùa cổ được nhân dân trong vùng coi là một danh lam cổ tự. Chùa nằm ngay trên quốc lộ 2B từ thành phố Vĩnh Yên lên khu du lịch Tam Đảo, một vị trí được coi là thế đất quý về mặt phong thủy. Chùa không chỉ là nơi thờ Phật mà còn thờ mẹ Tây Thiên. Từ bao đời nay, không chỉ người dân trong vùng mà du khách, Phật tử gần xa khi đến chùa Hà Vĩnh Phúc không chỉ thắp hương lễ Phật mà còn thắp hương tưởng nhớ, thành tâm đảnh lễ trước Thánh Mẫu, cầu nguyện cho quốc gia hòa bình và một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Đến với chùa, du khách còn được khám phá những di sản còn sót lại như cây hương đá, bia đá hai mặt, hai con voi đá, khu vườn mộ, tháp sư và giếng ngọc. Vừa là địa chỉ thờ Phật, vừa là Phật học đường, địa chỉ truyền bá kiến thức Phật pháp và cũng là nơi thờ Thánh Mẫu Năng Thị Tiêu. Đáng chú ý, địa chỉ này từng lưu dấu ấn của Bác Hồ đến thăm viếng. Vào dịp Tết Nguyên đán, chùa Hà Tiên đón một lượng lớn du khách từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến hành hương, hành lễ, viếng chùa và cầu những điều tốt lành cho cả năm. Hiện nay, trong khu vườn lăng mộ của chùa Hà Tiên có 8 ngôi chùa. Có 5 cây bảo tháp vẫn còn nguyên vẹn với 3 tầng chính. Tháp cao khoảng 3 mét, có 4 mặt, được xây bằng gạch nung đỏ kết dính với chất liệu tổng hợp từ nhựa cây kết hợp với đất sét dẻo. Chùa Hà Tiên còn được biết đến là ngôi chùa cầu may đi thì lẻ loi, về thì có đôi. Đầu xuân, chùa thường thu hút khách thập phương đến cầu bình an, sức khỏe và đặc biệt là cầu tình duyên. Ai còn neo đơn thì đến chùa Hà cầu với quốc mẫu cho được kết duyên lành. Nhiều cặp đôi đã nên duyên vợ chồng sau khi lên chùa cầu duyên. Đặc biệt, chùa Hà Tiên Vĩnh Phúc còn có tên gọi khác là chùa cầu mưa. Trước đây, vùng này thường xuyên xảy ra hạn hán khiến đất đai cằn cỗi, cây cối khô héo. Những người sống dựa vào nông nghiệp lâm vào cảnh đói khát và phải bỏ làng đi kiếm ăn. Chứng kiến tận mắt những khổ nạn này, sư trụ trì chùa lúc bấy giờ là Tịnh Huân đã lập đàn tế tự để cầu mưa. Theo đó, sư Tịnh Huân đã phát nguyện tự thiêu để cầu mưa cho dân chúng vào ngày 30 tháng 5 âm lịch. Người dân trong vùng tránh được hạn hán, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no quanh năm. Ghi nhận công lao của vị chân sư, nhân dân đã xây dựng ngôi chùa 3 tầng để lưu giữ cho cốt của ông.